Bây giờ Lú đang ở đó đưa ra đề nghị với bà Bí Lê Bon là chúng ta sẽ giảm phí đại diện cho tập đoàn của bà ấy. Ý, bà Bí Lê Bon có vẻ rất là vui. Chị Lú hả bác? Chị ấy chịu giảm giá của chị Bina. Chị ấy nói giảm giá là phá thị trường mà. Trời ơi, cái gì vậy chứ? Không phải chỉ vậy là được sao? Người thông minh là người biết thức thời. Còn đúng là Vina, con mau đi trang điểm đi. Trang điểm xinh đẹp một chút. Mẹ muốn đưa một chút điểm tâm qua cho bà Bí Lê Bon. Lalita, chút nữa bác đem quà tặng cho bà Bí Lê Bon. Nhớ chụp hình lại nha. Bác phải đăng hình ảnh lên mạng xã hội để đám người kia tức chết luôn.